Lisa Bob có một cái lineup mà cái lượng sát thương của họ sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào con Aphelios này trong tay của Prince, và cái kiểu đánh đến từ Africa vẫn sẽ là tập trung xuống nửa dưới để có thể hỗ trợ cho xạ thủ Trang Hoàng Tử của Lisa Bob càng nhiều càng tốt ở trong giai đoạn ban đầu để an toàn hơn một chút xíu. Đầu tiên, nếu như đó là Varus, bạn chỉ cần giữ khoảng cách để tung ra mũi tên xuyên phá mà thôi, trong một đội hình mà đối phương đang không có quá nhiều khả năng hồi phục đấy từ xạ thủ hỗ trợ nhờ người đi rừng. Hoặc bạn có thể đưa ra một con bài mang thiên hướng nó tấn công và tự bảo vệ bản thân tốt hơn, đấy là con Kai'Sa kiểm soát tầm nhìn ở xung quanh khu vực hang rồng và hỗ trợ cho người đồng đội của mình khi có cả Rumble và Rekton vừa có ý định tiến xuống và Ford muốn lấy lại cái chủ quyền của mình mà thôi. Và hiện giờ thì cái thế đẩy nó nghiêng một chút xíu về dành cho bộ đôi Prince cùng với Ifort. Đầu tư đến từ vị trí của Kim với trường hợp hoặc tưởng, đây là một pha mà trao kiểm soát sứ giả đến từ bên phía của Lisa Burke, nhưng rõ ràng là Africa Freak sẽ không để điều đó dễ dàng xảy ra đâu. Anh chắc dẫn lôi đến từ vị trí của Prince chỉ trúng một người, đó là Fly mà thôi. Vẫn còn thần cá sấu đến từ đứng giữa bên phía của Africa, giải mưa tên lửa vừa rồi thì Lehen đánh tan đá đầu tư một cú tốc biến. Tốc biến làm choáng từ vị trí của Fly, nhưng đó là cú chiếc cuối trúng hai người đến từ Croco ép tốc biến của một người bên phía Africa Fix. Điểm hạ gục đầu tiên dành cho Africa, hai cú tốc biến đến từ cả Kid và Fed, nhưng không có thêm mạ dành cho bất cứ đội tuyển nào. Chỉ đơn thuần là chiến công đầu dành cho một con Ash trong tay của Leo trong pha thi đấu vừa rồi mà thôi. Thực ra thì cá nhân tôi nghĩ rằng là ở cái meta hiện tại thì đa phần các đội tuyển Hàn Quốc, các đội tuyển tham gia vào LCK đều đang muốn đẩy nhanh tiến độ trận đấu, nhưng hãy cùng quay trở lại với tiêu tấn công này. Và người đang bị quay là Dyna của Croco rất nhanh chóng và nằm xuống sát thương quá nhiều đến từ Rumble. Chiều cuối Hoàng Tưởng lao thẳng vào và Lee Sin của Fed cũng đã phải nằm. Điểm hạ gục vừa rồi thuộc về Kin, và có vẻ như những cái mũi nhọn đem về khả năng gánh team rất mạnh mẽ đến từ bên phía của Africa thì đều đang có được những điểm hạ gục cần thiết. Thậm chí trụ một khu vực đường giữa cũng đã có, và lượng tiền vừa rồi được chia đều dành cho cả Kin và Dread. Cứ mỗi khi gặp phải Lisa Bob, họ lại chủ động đánh chậm. Có lẽ đây là do cái sự cẩn trọng đến từ bên phía của Lisa Bob khiến cho các thành viên đội tuyển Africa không thể triển khai được quá nhiều những cái ý đồ mà họ mong muốn. Nhưng dẫu sao thì cũng là 3-0 tranh lệch và cũng đã làm một trụ dẫn trước. Hiện giờ thì mới san hoàng tỷ, san bằng tỷ lệ trụ. Nhưng lượng tiền vẫn chưa được tiêu đến từ Prince với cái sự mà anh ta vừa phá của anh từ tốt đến từ vị trí của Infor. Mục tiêu tấn công là Kin, anh ta đang bị bắt bởi đối phương, anh chắc dẫn lối cũng trúng luôn đến từ xạ thủ bên phía của Lisa Bob và Kin lên bảng đếm số. Cú nổ long cực trúng hai người đến từ vị trí của Ben vừa tên lửa giải ra ở một góc khá đẹp, và nếu anh ta đang được bắn trong giao tranh thật xạ tiến làm chậm rất khó chịu, và Croco anh ta sẽ phải lên bảng đếm số. Điểm hạ gục thứ hai dành cho bên phía của Africa Fix, Lehen may mắn là không nằm xuống khi anh ta dùng một cú phi đến từ vị trí của Prince, nhưng tốc biến làm chậm đối phương tới từ Leo Sabit, anh ta sẽ hơi khó để có thể thoát thân trong tình huống này. Và 6-1 dành cho Africa Fix ở phút thứ 18. Tôi thấy rằng đây là một tình huống giao tranh nó có rất nhiều những điểm hay đến từ bên phía của Africa. Đó là cú mưa tên lửa đẹp, đó là những tình huống vào giao tranh rất đẹp tới từ Rayton cùng với Ash, nhưng nó cũng có những điểm rất xui tới từ các thành viên đội tuyển Lee Sandbox. Đấy là bởi vì việc Croco đã tiếp cận được từ rất sớm và góc độ của anh ta vào là đẹp. Những cái thành viên lao vào trước và đã dồn hết những nguồn tài nguyên như Lee Sin hay là Dr. Mondo sẽ không làm được gì cả. Quan trọng đến từ xạ thủ của bên phía Lee Sandbox, trụ một của đường dơ vẫn còn. Dr. Mondo cùng với Aphelios đang tranh nhau và đại bác tiến thả ra một cách tương đối đẹp, và mưa tên lửa tiếp theo cũng là đẹp. Dr. Mondo phía sau lưng cố gắng kích hoạt chiêu cuối của mình thoát lui nhưng không được, và người tràn thẳng vào xạ thủ của đối phương là Rekton của Fly với rất nhiều sát thương. Anh đã tiếp tục truy đuổi theo tấn công vào Croco. Phía bên kia Ifort không thể chạy được dưới những tình huống làm hoảng sợ và một sát thương lớn đến từ Nocturne của Kin, và Croco còn một máu. Fed còn lại một cách rất cô độc khu đường trên, có lẽ sẽ không ai có thể can thiệp tình huống Unbaron đến từ bên phía của Africa. Thậm chí là Fed anh ta sử dụng dịch chuyển xuống nửa dưới vì, bởi vì anh ta hiểu được rằng với một con Dyna của Croco đơn độc cùng với bản thân cá nhân của Malaysia không còn đó cho mình tốc biến nữa. Đội tuyển Lee Sandbox, cả tình huống đầu tiên, tình huống tấn công của Lee Sin cho đến tình huống vừa rồi, cả ba lần chúng ta đều thấy cái độ chuẩn xác và sức uy hiếp đến từ cái đại băng tiễn của con Ash trong tay của Leo nó là lớn đến như thế nào. Chúng ta nói cái điều này ở trong giai đoạn cơ bản chọn, nhưng tôi vẫn phải nhấn mạnh thêm một điều nữa, một lần nữa, đó là Africa Fix họ đang sở hữu rất nhiều công cụ mở giao tranh. Hoang tưởng, đại băng tiễn, rồi thì cả mưa tên lửa và cả thái dương hạ sang từ Lehen nữa. Những cái chiêu cuối dạng cực kỳ nguy hiểm sẽ được spam liên tục đến từ bên phía của Africa, và thêm một lần nữa đại băng tiễn chính xác lại là thanh tẩy phải được sử dụng đến từ vị trí của Prince. Và mỗi khi Leo anh ta dương cung là áp lực cực kỳ lớn vào các thành viên bên phía của Lisa Bob.
Có vẻ như đội của anh đang thắng thế nhiều quá, và việc bạn sử dụng một cái trang bị để có thể gia tăng thêm những lợi thế chắc để chắc chắn 100% rằng đối phương sẽ không thể phản công lại trong những tình huống ép công trình là điều hoàn toàn hợp lý mà thôi. Rõ ràng chúng ta thấy được rằng là họ sẽ áp lực vào con Aphelios này của Prince với hai vùng chính, đó là con cá sấu của Fly cũng như là một con Nocturne trong tay của Kay, những cái vị trí mà đã có rất là nhiều giáp cũng như là nhiều máu rồi, và Prince anh ta bắt buộc phải lên thêm cho mình một cái nỏ thần đột kích nữa để gia tăng thêm cái lượng sát thương. Ad trong bàn đấu này thì không phải là một nguồn sát thương vật lý theo kiểu như vậy, lại là chiêu cuối đại bằng tiễn tung ra, và lần này Dr. Mundo là mục tiêu, anh ta tốc biến thoát về và kích hoạt suýt quá liều, nhưng Rekton của Fly đến từ phía sau lưng và chiêu cuối thả ra rất đẹp tới từ Rumble của Drive ép cho Prince phải lùi về bằng hình như là cung phong linh thì phải, và lại gây sát thương đến từ Prince, bắn liên tục đến từ Leo nhưng sát thương không phải là quá nhiều với combo trang bị mà Leo đang sở hữu. Rồi là chưa thực sự tốt khi họ nhắm rất nhiều chiêu cuối vào Savage, nhưng từ từ đã đang có một tình huống mà tranh cướp Baron thứ hai của đấu. Savage tiếp tục là mục tiêu, anh ta bị hoảng sợ, Prince tung chiêu cuối vào, chúng khá nhiều thành viên bên phía của Carfix và Fate anh ta lao thẳng qua nhưng không có gì bất ngờ với cú trừng phạt, không chính xác hơn là Fly anh ta giữ lại thành công được một lần ba đơn dài cho Carfix, và họ vẫn đang tấn công vào Savage dầu cỡ mấy thì cũng phải lên bảng điểm số mà thôi. Savage sẽ đưa cái tấm thân của mình ra nhận lấy những lượng sát thương vòng ngoài từ African Freaks để tránh cái việc đối phương trả thêm vào và lấy đi lượng công trình còn lại đến từ Lissabon, cụ thể là cái trụ thứ ba ở khu vực đứng giữa cũng như là cái trụ thứ ba ở khu vực đứng dưới. Nhưng liệu họ có thể chống cự được trong vòng bao lâu đây khi liên tục là những cái thân lính đẩy vào? Leo anh ta sẽ bật chú tâm tiễn của mình lên, trụ thứ ba khu vực đứng dưới đã có dành cho Africa thử không thành công đến từ vị trí của Infront, cảm giác Lissabon họ vẫn đang cố gắng co cụm để phòng ngự. Nhưng những cái lượt đẩy đến từ Africa là rất khó để có thể phòng ngự thành công. Sabit vẫn đang cố gắng đưa tấm thân mình ra liên tục là những cái cặp táp vào đầu để có thể làm chậm những cái bước tiến đến từ thành viên bên phía của Africa cũng như là cố máu phần nào đó với những cái cú sử dụng chiêu như vừa rồi. Prince cố gắng bỏ cho mình con rồng ngàn tuổi và đây gần như là hy vọng cuối cùng đến từ bên phía của Lim Sabok, lao thẳng vào rồi mục tiêu rõ ràng là người chơi xạ thủ bên phía của Lissabon, anh ta mất cả hai spell, không được bắn quá nhiều trong giao tranh. Tin anh ta vẫn đang quẩy tốc biến hạ gục đối phương đến từ đường trên bên phía của African Prince, và khi mà Prince nằm xuống thì gần như là Lissabon sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào trong bàn đấu này nữa. Lựa theo thế lính ở đường dưới, Africa sẽ tràn vào và dứt điểm bàn đấu này mà thôi. Những tình huống chọn mục tiêu quá khó chịu đến từ bên phía của Africa. Rekton tràn thẳng vào với combo cắt và sắt cùng với tốc biến để ngăn không cho Prince được bắn và lấy đi hai phép bổ trợ của đối phương. Nocturne đến Keen sử dụng chiêu cuối và ngăn cản Croco cũng như cô lập luôn Dyna của Croco không cho trong mục tiêu. Mưa tên lửa lại được thả ra và mất đi đồng hồ cát đến từ Croco, và sau khi hết đồng hồ cát anh ta lên bảng điểm số. Fate đang là người cô độc một mình chống Mafia, anh ta đứng giữa năm thành viên của đối thủ, tốc biến muốn thoát đi, kích hoạt nội tại móng vuốt Sterak nhưng vẫn phải nằm xuống, và điểm vào cuộc cuối cùng này nó thuộc về Rumble của Dread và đánh dấu cho chiến thắng trong ván đấu đầu tiên của Africa khi đối đầu với Lissabon ngày hôm nay.